Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Chỉ nhìn dàn phù rể trong lễ rước dâu của Đông Nhi và ông Cao Thắng đã thấy ngày trọng đại này được chú ý đến mức nào. Sáng nay 8/11, Đông Nhi và ông Cao Thắng đã tổ chức lễ rước dâu theo nghi thức truyền thống với sự góp mặt của hai bên gia đình, bạn bè thân thiết. Thay vì tổ chức riêng tư, cặp đôi lại rất thoải mái cho giới truyền thông tác nghiệp. Đặc biệt, dàn phù dâu phù rể trong ngày trọng đại này cũng thu hút vô số sự chú ý. Dàn phù rể gồm Song Luân, Anh Tú, The Voice và các thành viên nhóm Uni năm cũng có mặt tại nhà ông Cao Thắng từ sáng sớm. Ông Cao Thắng cực điển trai bên dàn phù rể toàn Mỹ Nam Beast. Trong đó ở nhà gái, dàn phụ dâu là nhóm lịp các học trò của Đông Nhi và ông Cao Thắng đã diện áo dài, trang điểm lộng lẫy chờ đón thời giờ trọng đại. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.